Xin chào các ba mẹ, các anh chị, các bạn. Tôi là Đỗ Mạnh Tuấn đến từ cộng đồng hồi phục trẻ tự kỷ tác động chậm nói và giảm chú ý. Và trong video ngày hôm nay, tôi xin chia sẻ với các ba mẹ, các anh chị, các bạn một vấn đề vô cùng quan trọng đối với việc hồi phục của trẻ, hồi phục trẻ tự kỷ và hồi phục trẻ tăng động. Đó chính là việc đảm bảo giấc ngủ cho các con. Giấc ngủ các con là vô cùng quan trọng trong việc hỗ trợ bộ não của con được nhanh chóng hồi phục. Bộ não của con sẽ được nhanh chóng kết nối và hàn gắn những chỗ bị tổn thương và nhanh chóng được hồi phục. Đây là một vấn đề cực kỳ quan trọng đối với trẻ tự kỷ, tăng động và chậm nói và giảm chú ý. Thì vấn đề về giấc ngủ là vấn đề là sẽ giúp, khi chúng ta quan tâm đến vấn đề này thì sẽ giúp cho trẻ để có thể có được cái cơ hội, có thể có cái điều kiện được hồi phục được bộ não được tốt hơn. Như chúng ta đã biết là bộ não của con người, bộ não của chúng ta thì trong quá trình một ngày làm việc, một ngày học tập thì sẽ cần phải có một giai đoạn nghỉ ngơi. Đây là một giai đoạn cực kỳ quan trọng để giúp cho bộ não có thể tái tạo lại các tế bào đã bị chết, tái tạo các tế bào não đã bị tổn thương, đã bị mất đi. Và đối với các trẻ bị tự kỷ, tăng động, chậm nói và giảm trí, một số vùng của bộ não đã có những cái khoảng trống, chưa có sự kết nối thần kinh, thì việc dành thời gian cho các con để tạo điều kiện cho bộ não của con được hồi phục là cực kỳ quan trọng. Và vấn đề giấc ngủ là một vấn đề nền tảng để hỗ trợ để cho việc hồi phục cho các con. Thì chúng ta nên nhớ rằng là trong giấc ngủ thì bộ não của con sẽ được nghỉ ngơi và các tế bào mới sẽ được sinh ra và sẽ được bù đắp và kết nối các vùng não lại với nhau. Các luồng tín hiệu của thần kinh của bộ não sẽ được kết nối và sẽ giúp cho con được hồi phục, và các phản xạ, các trí tuệ, các trí nhớ của con sẽ được phát triển và hồi phục được, phát triển được tốt hơn. Vậy chúng ta cần phải, chúng ta đã biết được cái vấn đề quan trọng như vậy, và chúng ta sẽ cần tìm cách để giúp cho con có một giấc ngủ tốt, một giấc ngủ ngon. Thì thưa các ba mẹ, các anh chị, các bạn, thì rất nhiều các trẻ, đặc biệt là trẻ tự kỷ, tăng động, thì các trẻ rất chi là hoạt động, đối với trẻ tăng động hoạt động rất chỉ là nhiều, đối với trẻ tự kỷ thì các trẻ lại có xu hướng là thu mình lại, sống khép kín và không chơi với những người xung quanh. Đối với các trẻ tự kỷ tăng động thì rất nhiều trẻ gặp vấn đề là gặp khó khăn trong giấc ngủ. Các trẻ thường trằn trọc khó ngủ và có thể hay giật mình, hay quấy khóc khi ngủ. Vậy đối với chúng ta, đối với ba mẹ, chúng ta đã hiểu được tầm quan trọng của giấc ngủ và chúng ta đã biết được tình trạng của con. Vậy chúng ta cần phải tìm ra giải pháp để hỗ trợ con được có một giấc ngủ tốt nhất, để con có điều kiện để được hồi phục bộ não của mình. Thì thứ nhất là chúng ta cần phải thực hiện một số các bước sau. Thì chúng tôi xin chia sẻ với các ba mẹ, các anh chị về các bước để giúp các con có được giấc ngủ tốt, để các con có điều kiện có một giấc ngủ ngon, để tiết ra các cái hormone để hồi phục được tốt hơn. Thứ nhất là trước khi đi ngủ thì các ba mẹ cần lưu ý là chúng ta cần phải không cho con xem TV ngay sát giờ đi ngủ, không cho con xem các thiết bị điện tử, thiết bị điện thoại. Chúng ta cần phải dừng TV, dừng điện thoại, dừng các thiết bị nghe nhìn trước khi đi ngủ khoảng 30 phút. Và trước khi 30 phút, trước khi đi ngủ thì chúng ta sẽ làm các cái công tác là chúng ta sẽ giao tiếp với trẻ, chúng ta sẽ thực hiện các quy trình. Lát nữa chúng tôi sẽ chia sẻ các quy trình trước khi trẻ đi ngủ để các trẻ có được giấc ngủ được tốt hơn. Thì chúng ta cần phải tách biệt và cắt hoàn toàn các nguồn về TV, các nguồn về điện thoại, các nguồn ảnh hưởng đến cái sự chú ý của trẻ, để khi bắt đầu đi vào giấc ngủ thì trẻ không còn chút vương vấn, không còn bị ảnh hưởng, không bị ám ảnh bởi những âm thanh, những màu sắc sặc sỡ của TV và thiết bị điện tử. Chúng ta cần phải cắt hoàn toàn thiết bị điện tử trước khi trẻ đi ngủ, ít nhất là 30 phút. Đó là điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các anh chị các bạn. Điều thứ hai là chúng ta cần phải hiểu rằng là khi nếu mà trẻ ăn quá no trước khi đi ngủ thì dạ dày, rồi có thể là một số trẻ có hiện tượng bị trào ngược thì sẽ gây ức chế nên và có thể chèn ép lên hệ thống hô hấp, và trẻ rất khó chịu khi đi ngủ, và điều này cũng ảnh hưởng tới việc là giấc ngủ ngon của trẻ. Vì vậy chúng ta cần phải đảm bảo là bữa tối cuối cùng là phải đảm bảo giãn cách. Tốt nhất là chúng ta lên cho trẻ ăn trước 7 giờ tối và sau đó là chúng ta sẽ cho trẻ đi ngủ khoảng 10 giờ tối. Đó là khoảng thời gian rất tuyệt vời. Thì khoảng thời gian 3 tiếng trước khi đi ngủ và giãn cách trước bữa ăn chính sẽ là giúp cho cơ thể của trẻ, bộ dạ dày của trẻ được tiêu hóa được cái hệ thống thức ăn và có thể giảm lượng tải, tránh cho dạ dày của trẻ và có thể là bị quá đầy và có thể gây khó chịu lên hệ thống hô hấp, và khi trẻ nằm xuống có thể gây trào ngược
đối với trẻ. Đó là điều thứ hai tôi xin nhấn mạnh với các ba mẹ các anh chị, đó là chúng ta cần phải thực hiện cho trẻ ăn sớm hơn, không ăn những bữa muộn, không ăn đêm, để cho tránh trẻ có thể bị hiện tượng là khó chịu, đầy bụng và gây cho trẻ là ảnh hưởng đến giấc ngủ của trẻ. Và điều thứ ba là chúng tôi xin chia sẻ với các ba mẹ các anh chị là trước khi đi ngủ thì chúng ta phải tạo cái không khí vui vẻ, sự yêu thương gắn kết đối với trẻ, tránh cho trẻ cảm giác như quấy khóc. Chúng ta phải chơi những trò chơi thật vui, chúng ta phải kể chuyện, chúng ta cần phải làm những việc để chúng ta giúp cho tâm trạng của trẻ được vui vẻ nhất, để cho trẻ khi bước vào giấc ngủ là trạng thái thoải mái, trạng thái vui vẻ. Đó là điều thứ ba tôi xin nhấn mạnh với các anh chị các bạn. Và có thể là chúng ta bước đến điều thứ tư là chúng ta sẽ thực hiện để cho trẻ từng bước, để cho trẻ bước vào giấc ngủ, có thể thực hiện các việc sau. Thứ nhất là các ba mẹ có thể massage cho cơ thể cho trẻ có thể dễ chịu hơn, trẻ có thể cảm thấy thoải mái. Chúng ta có các quy trình massage bàn chân, massage cơ thể, massage khuôn mặt cho trẻ. Đó là điều để giúp cho cơ thể trẻ hoàn toàn được thoải mái và cơ thể cảm thấy dễ chịu. Thứ hai là chúng ta có thể dùng đến biện pháp là chúng ta sẽ đọc sách cho trẻ, đọc những câu chuyện về những con vật, những đồ vật, những bạn, để cho trẻ cảm thấy có một trí tưởng tượng để đi vào giấc ngủ. Các trẻ tưởng tượng ra thế giới riêng của mình để có thể trẻ có thể biết được và có thể đi vào giấc ngủ được tốt hơn. Và có thể là chúng ta sẽ cho trẻ nghe các bản nhạc du dương, bản nhạc của sóng não. Bản nhạc của sóng não có thể là sóng alpha, sóng beta. Các bản nhạc đó sẽ giúp cho bộ não của trẻ được hồi phục được tốt hơn. Đó là các bước để chúng ta có thể hỗ trợ cho trẻ, để cho trẻ cảm thấy dễ chịu và đi vào giấc ngủ một cách nhanh nhất. Điều tiếp theo là chúng ta cần phải thực hiện đấy, chúng ta phải duy trì việc cho trẻ đi ngủ được đúng giờ. Việc duy trì đi ngủ đúng giờ sẽ tạo cho cơ thể của trẻ có nhịp sinh học, để khi đến giờ đó thì cơ thể sẽ đi tự động đi vào trạng thái nghỉ ngơi và rất dễ vào đi vào giấc ngủ. Bởi vì cứ giờ đó là cơ thể theo phản xạ, theo nhịp sinh học thì cơ thể sẽ đi vào trạng thái nghỉ ngơi và giúp trẻ có một giấc ngủ ngon, giấc ngủ sâu hơn. Đó là việc chúng ta cần làm. Chúng ta cần phải duy trì thời gian cho trẻ đi ngủ được đúng giờ. Và tiếp theo nữa là chúng là người cha người mẹ, chúng ta phải điều cuối cùng tôi nhấn mạnh đến là luôn thể hiện tình yêu thương, vỗ về âu yếm đối với trẻ để giúp cho trẻ cảm thấy được bảo vệ, được an tâm, được vỗ về, được âu yếm, được yêu thương. Trẻ sẽ đi vào giấc ngủ với cảm giác thoải mái và dễ chịu nhất. Thì trên đây là tất cả những chia sẻ của tôi để giúp các ba mẹ các anh chị để có thể hỗ trợ cho các con có thể có giấc ngủ được tốt hơn, để đảm bảo cho bộ não các con được hồi phục, được có những cái điều kiện được hồi phục được tốt nhất. Xin cảm ơn các ba mẹ các anh chị rất nhiều. Rất mong các ba mẹ các anh chị hãy đăng ký ủng hộ kênh video, những video chia sẻ của tôi. Và chúng tôi có rất nhiều các thông tin hữu ích khác trên website bệnhtự kỷ.net và fanpage và hệ thống thông tin của chúng tôi. Có thể các ba mẹ sẽ tham khảo các đường link ở bên dưới để có nguồn thông tin tốt hơn, có kiến thức để hỗ trợ được trẻ hồi phục, giúp trẻ có thể nhanh chóng được hồi phục và có thể hòa đồng với bạn bè, rồi đi học và sau này phát triển sự nghiệp riêng cho trẻ sau này. Xin cảm ơn các ba mẹ các anh chị rất nhiều. Xin hẹn gặp lại các ba mẹ các anh chị trong các video lần sau. Xin chân thành cảm ơn.